Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phan nhân.com, một công ty chuyên cung cấp các loại ống hơi, ống nước, ống hút bụi, ống teflon, ống silicon và tất cả các loại ống dùng trong công nghiệp, ống áp lực và những cái ống chịu nhiệt khác. Hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn biết một cái sản phẩm và những quy cách cụ thể hơn cái loại sản phẩm này và cách mua cái loại sản phẩm này, đồng thời những cái hình ảnh cụ thể. Đó là ống nhựa loại kẽm. Ống nhựa loại kẽm, lò xo bên trong, nhãn hiệu Unigawa thì các bạn. Trước tiên thì Hùng nói về cái nhãn hiệu này. Cái nhãn hiệu này là một cái nhãn hiệu của Hàn Quốc nha. Chủ đầu tư của chủ công ty này nó là người Hàn Quốc. Ống này sản xuất tại Trung Quốc. Thì các bạn xem, mình cũng gửi cho anh chị các bạn xem, đó là ống Unigawa, sản xuất origin là China nha anh chị các bạn. Người ta cứ nhầm tưởng là cái ống này là Hàn Quốc, là made in Korea, nhưng mà thực chất là mình đánh chính lại cái thông tin này nó rõ ràng. Tại vì trên cái dây của nó thì nó có đó, Hùng gửi cho anh chị các bạn xem này, nó có những cái thông tin cụ thể như vậy. Trên cái dây của nó thì nó có chữ Korea. Trên cái dây của nó có chữ Korea để anh chị các bạn xem. Made by bởi Technology Korea, Technology này. Để mình dỡ ra coi. Đó, made by, nó cái này nó made by nha. Made by chứ không phải là made in. Made by Korea Technology. Thì cái ống này là ống mà người ta gọi là ống của Hàn Quốc á. Thực chất là người ta nói vậy thôi, nhưng thực chất nó không phải là ống sản xuất từ Hàn Quốc. Ống này dùng để sử dụng cho những cái ống mà xăng dầu đây nè, PVC EU dùng cho ống xăng dầu, ống xăng dầu, và có thể dùng ống nước, ống hơi, nhiệt độ chịu nhiệt của nó từ 100 độ C trở lại thôi nha anh chị các bạn. Mà có nhu cầu mà sử dụng lớn hơn, anh chị các bạn phải xem lại. Đây là một cái lọ ống, nó không có mùi hôi nha. Bên trong nó là một cái loại nhựa được sản xuất là một nhựa nguyên sinh chứ không phải nhựa tái sinh, đâm ra nó cái màu của nó rất là trong. Để một thời gian ở cái nhiệt độ từ 50 độ C trở về á, Hùng để rất là nhiều ở trong form, nó không bị ố mà hố màu. Có một số cái ống mà cũng ống như thế này, nhưng mà hàng của Trung Quốc á, hàng của Trung Quốc, mà có nghĩa là sản xuất nó cũng một nhà sản xuất nó không ok lắm, thì nó để lâu thì nó lại màu nó ố khó chịu lắm, nhìn nó xấu, đâm ra nó cũ cái hàng hóa. Thì cái ống này là nhựa, nó nhựa tốt luôn, không có mùi. Và một số đơn vị mà mua cái ống này á, người ta sử dụng thì người ta đánh giá đây là một cái loại ống nó dẻo dai và nó có thể có độ bền nó rất là tốt. Cái ống này chính vì nhựa nó tốt và mức độ liên kết của cái lò lò xo này nè, cái lõi lò xo bên trong này, nên đâm ra nó làm cho cái ống nó rất là bền. Hàng hóa thì có thể giống nhau nhưng mà chất lượng thì nó khác nhau, đâm ra là do cái đẳng cấp của mỗi nhà sản xuất người ta sản xuất ra, và nó mang cái thương hiệu cụ thể. Đâm ra là chúng ta khi sử dụng hàng, chúng tôi là những người bán hàng, chúng tôi hiểu được điều đó rất là nhiều. Thị trường bây giờ nó tùm lum, nhưng mà những cái hàng nó mang thương hiệu thì nó được để một cái giá trị. Cái giá trị nó mà bị phá vỡ đi thì đâm ra do cái vấn đề lương tâm của nhà sản xuất. Nên đâm ra cái loại ống này là một cái ống được tiên dùng trong cả nước Việt Nam hiện tại đang xài nó, và chúng tôi đoán ra thị trường rất là nhiều. Hôm nay review cho anh chị và các bạn để anh chị các bạn biết Phan Nhân có bán loại này và có những quy cách cụ thể ở trong kho chúng tôi như sau. Thứ nhất là ống nhỏ nhất á, là 25mm đường kính trong nha anh chị các bạn, 25mm, 27mm, 32mm, 38mm, 40mm, 42mm, 45mm, 48mm, 48mm, 50mm, 60mm, 64mm, 64mm, 76mm, 90mm, 102mm, 110mm, 118mm, 127mm, 150mm và 200mm là cái loại lớn nhất hiện tại kho đang có. Cái loại này là quy cách đóng gói của ống á, thì nếu mà nó nhỏ thì nó thường nó 100m thì nó rơi vào ống nhỏ, nhưng mà những cái ống lớn thì chúng tôi đóng gói theo cái kiểu quy cách đóng gói,
nó nằm cụ thể ở trong bảng giá, nhưng mà cái đóng gói cuộn thì thường thường nó đóng gói theo kiểu như thế này: 20 mét trên cuộn, 30 mét trên cuộn, 50 mét trên cuộn và 100 mét trên cuộn. Khi anh chị và các bạn có nhu cầu cái hàng này, anh chị các bạn liên hệ chúng tôi. Cái thông tin mua hàng cụ thể như sau, đó là ống nhựa loại kẽm hoặc là ống nhựa kẽm, lò xo, chất liệu của cái nhựa này là nhựa PVC nha, trắng trong. Nó là nhựa PVC nha anh chị các bạn, phải biết cái chất liệu nhựa này để mình cho một cái loại dung môi hoặc hóa chất nào nó chảy trong cái loại nhựa này, phải hiểu rằng là cái nhựa PVC thì cái loại nào, cái loại hóa chất nào có thể chảy qua đó, chảy qua nó và có thể nó ổn hay không, chứ không nó bị quéo dây, nó bị cháy dây thì lúc đó kêu sao ống này không nói chịu hóa chất mà không có chịu nổi hóa chất này. Đâm ra là mình phải dùng hàng, mình phải biết cái loại hàng đó, không phải cái gì nó cũng giống nhau hết, nên đâm ra là nước nó khác hóa chất và hóa chất này với hóa chất khác nó cũng khác nhau. Anh chị và các bạn cũng phải ấy như vậy, nên đâm ra Hùng nói rất là kỹ để chi mình mua hàng nó không phải lộn cộn, cái sự tư vấn của mình chỉ có giới hạn, nên đâm ra là mình nói là ống nhựa này chất liệu của nó là PVC màu trắng tông nguyên chất, chịu nhiệt, nó chịu nhiệt từ 80 độ C trở lại, có thể là ráng lên thì 100 độ C chịu hơi nước, nhưng mà nếu mà chịu nhiệt liên tục ở 100 độ C ở những cái mức độ 24/24 thì đâm ra cái độ bền của dây nó sẽ độ bền của ống nó sẽ bị giảm dần, tại vì những cái phân tử nhựa nó sẽ liên kết với nhau, khi mà ở mức độ nhiệt độ nó quá sức như vậy nó sẽ bứt phá ra, thì đâm ra nó sẽ làm cho cái tuổi thọ của dây nó sẽ bị giảm xuống. Nên đâm ra là anh chị các bạn khi mua cái hàng này thì anh chị các bạn cho chúng tôi biết là thứ nhất là ống nhựa kẽm, ống nhựa loại kẽm phi trong bao nhiêu, và chúng tôi sẽ ướm cái độ dày của cái loại ống đó, ướm phi trong nó độ dày ống đó chúng tôi sẽ báo giá cụ thể, và chúng tôi sẽ báo giá theo mét. Anh chị các bạn mua theo mét chúng tôi bán theo mét, mà mua theo cùng chúng tôi bán theo cùng. Đồng thời cái hàng này có sẵn chúng tôi có thể ship trong ngày. Rất mong quý anh chị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty Phan Nhân chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Công ty chúng tôi sẽ báo giá nhanh và đồng thời hỗ trợ rất nhiều cái dịch vụ phía sau để cho anh chị các bạn nào xuất hóa đơn, nào giao hàng tận nơi. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ Phan Nhân. Xin đăng ký kênh để anh chị các bạn có thể biết được vật tư Phan Nhân, có thể đưa lên bên cái kênh này từng ngày, và anh chị các bạn có thể tăng hàng hơn, có thể biết chúng tôi bán nhiều mặt hàng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.